cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Thì hôm bữa trước Vi có nói là Vi làm epoxy cho cái gara ở trong nhà. Thì hôm nay là ngày cuối cùng nè, là ngày thứ ba. Thì ngày đầu tiên là người ta làm cái acid wash để rửa cho sạch. Xong rồi hôm qua đó là họ làm cái epoxy thì họ đợi cho khô. Bây giờ thì ổng còn chưa tới làm nữa. Chắc Vi nghĩ là cỡ vài tiếng nữa là cái anh đã tới. Tới xong rồi ổng sẽ làm một cái clear coat để cho nó giống như là nó giống như mình sơn móng tay á, mình có nước bóng ở phía trên á thì giống vậy. Thì đây là cái sàn nhà của Vi nè, nó ở trong gara rất là sạch luôn. Thì Vi cũng sẽ chia sẻ với anh chị là cái mà hôm bữa trước Vi tự làm ở cái nhà cũ. Thì hôm bữa hồi trước á là Vi đi ra Home Depot, Vi mua đồ về tự làm. Thì mình làm thì thấy cũng tương đối, nhưng mà đi bán nhà xong mà thấy những cái builder họ làm cho khách á, nhưng mà họ tính rất là cao luôn, giống như một cái sàn như thế này nè, builder chặt tới 3.500 trở lên tùy theo lớn nhỏ. Nhưng mà cái người này họ làm giá cả cũng rất là tương đối. Vi đi ra Vi hỏi những cái vật liệu này để mà mua về tự làm, tại vì cái này thì họ bỏ nhiều hơn so với bình thường thôi thì nó sẽ ra như thế này. Thì Vi cũng đi ra hỏi giá để mua về tự làm, nhưng mà thấy cái giá mà mua về tự làm á so với cái giá mà cái người này làm á thì mắc hơn cỡ tầm mấy trăm đồng mà, nhưng mà họ làm cho mình khỏi phải cực. Thì và họ chuyên làm, họ rành, thì Vi thấy để họ làm hay hơn, nên Vi sẽ quay sơ sơ cái sàn của Vi nha. Khi mà mình làm cái này á là mình có thể đậu xe, mình sửa xe, hoặc là dầu nhớt gì trên chiếc xe của mình mà nó chảy xuống dưới á thì mình có thể lau. Mình lau được, tại vì cái này giống như là một cái nước sơn vậy đó, mà giữ cho cái gara của mình sạch sẽ, không có bị dính dầu nhớt dơ đen uế. Nó giống như nó uế màu vậy đó. Đó, thì đó là lý do tại sao Vi làm cái epoxy trước khi dọn vào nhà. Thì nhà cũ Vi cũng có làm, nhưng mà nhà cũ thì tự làm. Tự làm thì cái màu nó không có đẹp giống vậy. Vi cũng sẽ chia sẻ với anh chị để anh chị thấy sự khác biệt. Ở đây là người ta còn đang xây dựng nè. Xây dựng rất là nhiều luôn ở phía bên kia. Đất rất là rộng. Một acre. Đây là sàn gara của nhà Vi nè. Thì cái này là Vi tự làm. Thì lúc đó nghĩ là chắc epoxy năng dày, làm dễ. Thì đi ra Home Depot đó, mua cái kit rồi về làm. Nhưng mà không có đẹp giống như là người ta chuyên nghiệp đó. Thì cái này cũng không có phải gì là khó, tại vì người ta làm thì người ta rưới cái này nhiều, người ta làm rất là nhiều nên nó sẽ dày. Nó sẽ dày giống như thế này nè. Đó. Nhưng mà cái này khi mà mình làm cái này, mình đậu xe hay là cái gì chảy nhớt hay là dầu gì đó xuống dưới đây thì nó không có thấm dưới cái gara của mình, rất là sạch. Cái này lau lại rất là bóng mới luôn. Cái này là Vi tự làm. Đây là cái gara nè. Đó, ba chỗ đậu xe thì ổng làm hết luôn, từ trên cái bực tới sát cái vách. Đó, làm hết. Cái màu thì có rất là nhiều màu, mình có thể chọn theo ý của mình. Nhưng mà Vi chọn màu này, tại vì cái phía ngoài gạch của Vi là màu xám xám, đậm, đen, lợt vậy đó. Thì Vi chọn cái màu này. Đó, rất là sạch sẽ luôn. Thì làm hôm qua á, là làm cái này thì bây giờ thì Vi nghĩ là chắc là khô rồi. Khô rồi, nhưng mà mình phải để một cái nước bóng qua. Tại vì nếu mà mình không làm nước bóng á thì những cái này nó sẽ tróc. Đó, giống như mình sơn móng tay thì mình phải có nước bóng. Đó. Thì nếu anh chị em nào muốn làm thì em sẽ chia sẻ số điện thoại để anh chị liên lạc cái người mễ này rồi họ tới họ làm cho mình nha. Có rất là nhiều màu, mình tha hồ mình lựa chọn.